Chào các bạn đến với Phố Ngôn Tình Group. Mình là MC Phương Ly. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn một tác phẩm được mang tựa đề Hôn Trộm 5 năm lần phần 8 ký tên vào đây của tác giả Diệp Phi Dạ. Các bạn thấy hay thì nhấn like và comment góp ý cho mình để có thêm động lực làm tiếp nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những chap mới nhất. Hôn Trộm 5 năm lần phần 8 ký tên vào đây. Lúc ăn hết một phần nửa xôi cảo, Kiều An Hảo nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng xe. Cô vô thức xoay đầu, thấy có đèn xe từ cửa sổ phòng khách chợt lóe lên. Cô theo bản năng nắm chặt chiếc đũa, cúi đầu nhìn chăm chăm xôi cảo trong mâm một hồi. Sau đó liền nghe cửa phòng khách vang lên tiếng cạch, lập tức cửa bị đẩy ra. Lục Cẩn Niên bước vào. Kiều An Hảo lén lút liếc mắt, thấy anh đang thay giày ở ngoài cửa, lại cúi đầu tiếp tục tập trung ăn nốt chỗ xôi cảo còn lại. Dáng vẻ của cô bây giờ so với lúc nãy khi chỉ có một mình trong biệt thự nhìn qua cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng chỉ có bản thân cô hiểu rõ. Lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, cứ thế nắm chặt lấy đôi đũa. Lục Cẩn Niên đi vào phòng khách, cởi áo khoác tùy ý ném lên ghế salon, sau đó vươn tay kéo cà vạt nhìn lướt qua phòng bếp đang sáng đèn, thấy Kiều An Hảo một mình ngồi trước bàn ăn cúi đầu ăn gì đó. Bàn tay Lục Cẩn Niên đang kéo cà vạt hơi ngừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo ngoài phòng khách. Kim đồng hồ sắp chạm đến 1 giờ sáng, ấn đường nhíu lại một chút, sau đó ném cà vạt lên ghế salon, vừa xoay người về phía cầu thang. Đi được hai bước, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì. Bước chân trở nên ngập ngừng, vòng vo, cuối cùng lại hướng về phía phòng bếp. Kiều An Hảo đang ăn sủi cảo, nhưng toàn thân vẫn luôn đặt sự chú ý trên người Lục Cẩn Niên. Cô dù là không nhìn anh, nhưng lại luôn lắng nghe bất cứ động tĩnh nào của anh. Ngay ở lúc anh xoay người đi về phía cầu thang, cô liền âm thầm thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Ai ngờ, ở giây tiếp theo, anh lại đổi hướng đi về phía phòng bếp. Tiếng bước chân ngày càng gần, trong lòng Kiều An Hảo như có thứ gì đó bị buộc chặt lại. Động tác ăn sủi cảo cũng trở nên cứng ngắc. Khi ở ngoài phòng khách, vì cách hơi xa, Lục Cẩn Niên nhìn không rõ Kiều An Hảo rốt cuộc là đang ăn thứ gì. Vậy nên, anh mới đi vào phòng bếp, là nhìn rõ trước mặt cô là đĩa sủi cảo đông lạnh, ấn đường lại càng nhiều thêm. Khuôn mặt nhăn nhó đầy gai gắt, môi mỏng hơi giật giật, giống như là đang muốn hỏi điều gì. Cuối cùng, cái gì anh cũng chưa hỏi, chỉ cất bước đi tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ ra. Bên trong, ngoài vài chai nước khoáng mà cứ đúng giờ sẽ có người mang đến, thì chỉ còn một ít sủi cảo đông lạnh và mì ăn liền. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm tủ lạnh trong chốc lát, liền vươn tay, cầm lấy một chai nước khoáng, mở nắp bình, dựa nửa người vào tủ âm tường lát đá cẩm thạch phía sau, ngửa đầu uống. Bởi vì Lục Cẩn Niên đang ở rất gần, Kiều An Hảo có chút không được tự nhiên. Cô rất nhanh giải quyết xong chỗ sủi cảo còn lại, sau đó đứng lên, vội vàng cầm đĩa mang đi rửa, lau khô tay rồi đi lên lầu. Kiều An Hảo rửa mặt xong, từ trong phòng tắm đi ra, thì Lục Cẩn Niên vừa vặn đẩy cửa vào phòng ngủ. Cửa phòng tắm gần sát cửa phòng ngủ, nên Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên chạm mặt nhau. Cả người Kiều An Hảo khẽ run lên, theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng lại không có dũng khí. Cuối cùng chỉ cúi đầu, nhanh chóng đi về phía trong phòng ngủ. Lục Cẩn Niên thản nhiên liếc nhìn bóng hình của Kiều An Hảo, lại vươn tay đẩy cửa phòng tắm ra và đi vào. Vì cảm cúm nên cả người Kiều An Hảo hết sức mệt mỏi. Cô đi đến bên giường liền ngã ngục, nhắm mắt lại. Lúc mơ mơ màng màng muốn ngủ lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền tới. Lúc này chợt nhớ ra Lục Cẩn Niên vào phòng tắm rửa mặt, giờ là đêm nay có ý định ở lại đây. Kiều An Hảo đành phải vật lộn bò dậy khỏi giường, đi vào phòng thay quần áo, ôm bé bự đi ra. Kiều An Hảo ôm bé bự còn chưa đi đến bên giường thì Lục Cẩn Niên cuốn khăn tắm trên người từ trong phòng tắm đi ra, cầm khăn lông trong tay lau tóc đang ướt. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo đang ôm con gấu to kia, hành động lau tóc dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy máy sấy sấy tóc. Qua hình ảnh phản chiếu trên gương, anh thấy Kiều An Hảo đặt con gấu lớn ở giữa giường,
Sau đó vén chăn lên, đưa lưng về phía giường anh ngủ, nằm xuống. Gương mặt Lục Cẩn Niên trở nên u ám, không nhịn được, gia tăng tốc độ gió của máy sấy, sấy khô tóc qua loa, rồi dùng sức ném máy sấy lên bàn trang điểm. Xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét về phía giường lớn. Mặc dù có con gấu ở giữa chia giường làm hai, Kiều An Hảo vẫn nằm gần mép giường như cũ, cả người giống như dán chặt vào giường tiếp tục ngủ. Trực giác của phụ nữ nói cho Kiều An Hảo biết, Lục Cẩn Niên nhìn cô chằm chằm. Cô vùi vào chăn, thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Khuôn mặt nhịn không được, chôn vào gối. Thế nhưng phát hiện ra gối ướt, cô sững sờ trong chốc lát, mới nhớ ra lúc nãy ngủ đã khóc rất lâu ở trong mộng. Trong lòng Kiều An Hảo biết rất rõ, Lục Cẩn Niên chẳng thèm để ý gối mình thế nào, nhưng cô vẫn như cũ, sợ bị anh phát hiện là mình đã khóc. Liền yên lặng, kéo gối vào phía trong mềm của mình. Hành động rất nhỏ của cô rơi vào trong mắt Lục Cẩn Niên, như cố gắng có thể tránh xa anh một chút. Đôi mắt Lục Cẩn Niên lẳng lặng nhìn chằm chằm Kiều An Hảo xinh đẹp trong chốc lát, sau đó mắt hơi dần giật, liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều An Hảo đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại mới mở mắt, sau đó lật ngược mặt gối nằm xuống lần nữa. Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra. Lục Cẩn Niên cầm một xấp giấy tờ trong tay, đi tới bên giường, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua Kiều An Hảo đang nhắm mắt, sau đó nhấn xấp giấy kia trên tủ đầu giường bên cạnh Kiều An Hảo. Ngoài trang giấy rơi xuống, cuốn theo chiều gió nhẹ quét vào mặt Kiều An Hảo. Lông mi dài của cô khẽ chớp đậm, liền mở choàng mắt. Lập tức liền thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông đang điểm lên góc phải tờ giấy, giọng nói nhạnh nhẽo để lại một câu: "Ký vào chỗ này." Sau đó liền xoay người đi vào phòng thay đồ. Kiều An Hảo đợi cửa phòng thay đồ đóng lại mới ngồi dậy, cầm lấy xấp giấy tờ trên tủ đầu giường, mới chỉ nhìn lướt qua, mi tâm của cô liền nhíu lại. Đó là một phần hợp đồng. Hợp đồng là người phát ngôn cho mỹ phẩm, mà hãng mỹ phẩm này là thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới. Người phát ngôn ở trong nước trước nay đều là những người có tên tuổi trong giới. Lục Cẩn Niên cho cô ký tên, nghĩa là anh đem công việc phát ngôn năm nay của hãng mỹ phẩm này đưa cho cô sao? Kiều An Hảo luôn cảm thấy đây như giấc mộng, hoảng hốt, có chút không chân thật. Lục Cẩn Niên thay quần áo sạch sẽ, từ phòng thay đồ đi ra, trong tay mang theo cái cà vạt, đứng trước gương toàn thân, đôi mắt sơ đạm mà thâm thúy nhìn qua gương, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Kiều An Hảo, thờ ơ hỏi một câu: "Ký rồi." Kiều An Hảo nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Lục Cẩn Niên lắc đầu, sau đó ngoằn ngoại một cái, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, đáy mắt mang theo vài phần khó tin, tìm kiếm xác nhận: "Phát ngôn quảng cáo này là cho tôi?" Lục Cẩn Niên như có như không ừ một tiếng. "Thật là cho cô à?" Kiều An Hảo trong lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ, lập tức lại càng thêm nghi hoặc. Tại sao đang yên đang lành, Lục Cẩn Niên lại đưa cho cô số phát ngôn tốt thế này? Lục Cẩn Niên nhanh chóng thắt xong cà vạt, xoay người, mặt không thay đổi, đi tới bên giường, nhìn lướt qua Kiều An Hảo cầm hợp đồng trong tay. Thấy chỗ ký tên vẫn còn trống, mi tâm cau lại, nhạt nhẽo mở miệng: "Sao không ký? Không phải cô nói có hứng thú với phát ngôn mỹ phẩm sao?" Nghĩ được tiếng của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo mới từ trong suy nghĩ miên man tỉnh lại, sau đó mới lấy bút trên đầu giường. Khi ngòi bút chạm vào mặt giấy, Kiều An Hảo vẫn không nhìn được, hỏi lên nghi hoặc trong lòng: "Sao phải cho tôi công việc phát ngôn này? Đây là cô xứng đáng có." Giọng Lục Cẩn Niên vẫn không ấm áp như cũ. "Xứng đáng có?" Kiều An Hảo càng thêm không hiểu ý tứ của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm bộ dạng Kiều An Hảo đầu óc mơ hồ, dừng lại một hồi, giọng nói nhạt nhẽo lại ném ra sau chữ: "Trả công cô tối hôm qua." "Trả công tối hôm qua?" Hóa ra đây là thù lao cho một lần quan hệ. Kiều An Hảo sững sờ chừng 5 giây mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Lục Cẩn Niên. Tiếp đó ngón tay ra sức nắm chặt cây bút, đáy lòng len lỏi vui sướng, ban nãy phút chốc như bị đóng băng. Kiều An Hảo nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng vừa mới làm cô xoải suy nghĩ miên man bất định kia, lúc này chỉ có cảm giác vô cùng khuất nhục. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo sau một lúc,
vẫn chập chạp, không hề có động tĩnh. Mi Tâm không nhìn được mà nhíu lại. Khí tức của anh vốn lạnh lùng, khi chau mày lại, khí lạnh anh dày đặc từ trên người liền tỏa ra. Cho nên khi anh mở miệng nói chuyện đều phảng phất như đóng thành tảng băng. Thế nào, không hài lòng với thù lao phần hợp đồng phát ngôn này? Kiều An Hảo nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên, ngón tay cầm bút run nhẹ một chút, sau đó không nói một lời liền chậm rãi ký tên mình lên giấy. Sai một ly, đi một dặm. Nếu Kiều An Hảo biết khi mình lần đầu tiên lên giường với Lục Cẩn Niên thuận miệng lấy cớ để rồi sau này cô phải chịu hết mọi khuất nhục này đến khuất nhục khác, thì ngay lúc đó cô chắc chắn sẽ không nói với anh một vai diễn trong Điện Lão Thiên Hoàng. Cô thực sự rất muốn từ chối ký bản hợp đồng này, nhưng cục diện như vậy là do tay cô tạo ra, dù cô muốn tìm một cái cớ cũng tìm mãi không ra. 13 năm trước cô yêu anh, bởi vì còn trẻ nên hẹn thùng không dám thổ lộ. 13 năm sau cô vẫn yêu anh, nhưng lại đem hết toàn lực che giấu tình yêu đó. Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng ở trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh, mà là tôi đứng ở trước mặt anh lại không dám cho anh nhìn thấu rằng tôi yêu anh. Đáy mắt Kiều An Hảo phủ một tầng sương mù, cô cúi đầu dốc sức kìm nén lại dưới nước mắt trừng trào. Cô ký xong nét chót, ngòi bút vẫn dừng lại ở điểm cuối một hồi thật lâu, thẳng đến khi ướt át trong mắt tan đi mới nhấc bút đặt ở trên bàn đưa hợp đồng cho Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo bình tĩnh và yên lặng khiến Lục Cẩn Niên có chút thấp thỏm nôn nóng, luôn cảm thấy trong cơ thể có một quả cầu lửa đang gấp rút nhảy nhót chuyển động, đang dốc sức muốn tìm cách phun trào ra ngoài, thế nhưng cách nào cũng không tìm ra được. Đột nhiên tầm mắt của Lục Cẩn Niên liền ném sang con gấu bông lớn nằm giữa giường kia, gương mặt tức khắc trở nên lạnh lẽo, nặng nề nói với Kiều An Hảo, hãng mỹ phẩm này có một điều kiện, trong quá trình làm người phát ngôn cho hãng của họ thì không được nhận phát ngôn cho bất cứ thương hiệu mỹ phẩm nào khác, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại đáng kể. Tôi nói trước để cô tỉnh ngộ, cô tốt nhất hãy đem những điều khoản này nhớ cho kỹ, nếu cô vi phạm hợp đồng, nhà tù thẳng tiến, tiền bồi thường tự chi. Đừng mơ truyền thông hoàn ảnh sẽ giúp cô một đồng xu khắc bạc nào. Lục Cẩn Niên nói xong liền ra sức vươn tay giật lấy bản hợp đồng trong tay Kiều An Hảo. Sau đó gương mặt tuấn tú bình lặng lạnh lùng xoay người rời đi. Lục Cẩn Niên xuất hiện rồi lại rời đi, khiến cho Kiều An Hảo vốn đang vô cùng mệt mỏi do bị cảm mạo, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô ôm bé bự còn to hơn so với mình, im lặng mà nằm trên giường, mở to mắt, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhìn một hồi lâu liền hốt hoảng nghĩ tới nửa năm trước kia, cảm xúc khi bất chợt bên mình cùng Lục Cẩn Niên kết hôn. Tại thời điểm đó Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đã hơn một năm không gặp mặt. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là ở bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, mà khi đó anh cũng không nhìn thấy cô, bởi vì lúc anh xuất hiện cô đã nhanh chóng lẻn vào một góc tối để vụng trộm nhìn anh. Tại thời điểm đó, cô đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin để được ở cùng một chỗ với anh. Tại thời điểm đó, cô đã nhận thức được một cách rõ ràng. Hai người mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện cùng một lúc. Nhưng là đôi khi vận mệnh lại đột nhiên thay đổi, vận mệnh lại đột nhiên kéo họ về bên nhau. Cô và anh có thể ở cùng một chỗ là vì một người, Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc là người thừa kế duy nhất của Hứa Gia. Nói ở trong tiểu thuyết ngôn tình, chính là người có thể hô mưa được mưa, gọi gió được gió, chính là con cưng của ông trời. Thế nhưng 7 tháng trước, chỉ một lần lái xe trong tình trạng say rượu lúc đêm khuya, anh cứ thế lại gặp phải tai nạn. Trong đêm ấy, chiếc xe Bugatti Veyron của anh bị xoay ngược 2 vòng trên cầu vượt, đầu xe bị đâm đến mức hoàn toàn biến dạng. Lúc người cứu hộ tìm thấy anh, hơi thở đã dần suy yếu. Tai nạn thảm khốc đó trong nháy mắt trở thành tiêu đề của truyền thông. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều truyền tay nhau rằng người thừa kế duy nhất của Hứa Gia đã chết. Đối với Hứa Gia mà nói, người thừa kế là một vị trí vô cùng quan trọng. Sự cố tai nạn của Hứa Gia Mộc khiến cho cổ phiếu của Hứa Gia tụt dốc một cách thảm hại.
chỉ thiếu chút nữa bị đóng băng. Hứa Gia vì cứu vớt cổ phiếu của mình, liền tuyên bố với bên ngoài là Hứa Mộc không chết. Hứa Gia Mộc chính xác là không chết, nhưng so với mất mạng cũng không kém nhiều lắm, vì anh biến thành người thực vật. Bác sĩ nói anh có thể tỉnh lại, nhưng không biết là khi nào. Về phần truyền thông và người ngoài gia tộc mà nói, cứ mãi không nhìn thấy Hứa Gia Mộc xuất hiện, Hứa Gia lại luôn tìm cớ thoái thác, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, người của Hứa Gia bất đắc dĩ nghĩ ra biện pháp, dùng cách trộm Long Cháo Phụng, chính là tìm một người tương tự đóng giả làm Hứa Gia Mộc để trải qua mối nguy này. Mà người kia chính là người được từng Hứa Gia rất nhiều năm, nhưng cũng không thực sự có liên quan gì cả. Lục Cẩn Niên, nguyên nhân rất đơn giản, Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc là hai anh em cùng cha khác mẹ, trong cơ thể đều chảy một nửa dòng máu của nhau. Hai người tuy rằng không phải anh em sinh đôi, nhưng khuôn mặt có đến 7-8 phần là giống nhau. Nhưng là 7-8 phần chứ không phải hoàn toàn giống nhau. Hứa Gia vì để che giấu sơ hở đã công bố với bên ngoài là Hứa Gia Mộc đã bị hủy dung nhan sau khi bị tai nạn. Sau đó là ngụy tạo một vết sẹo lớn trên mặt Lục Cẩn Niên. Việc đánh cháo rốt cuộc cũng trôi qua một cách êm xuôi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hứa Gia Mộc không chết, bầu không khí trong Hứa Gia cũng dần dần ấm lại. Thật ra, Kiều An Hảo vốn không biết chuyện này. Cô và cho rằng Hứa Gia Mộc thật sự tỉnh lại. Thậm chí, cô còn cao hứng chạy đến bệnh viện vì người bạn từ bé đến lớn, phúc lớn, mạng lớn thoát chết, vui mừng không dứt, ôm anh mà khóc. Sau đó, lúc mẹ của Hứa Gia Mộc, Hàn Như Sơ, hẹn một mình cô đi ra ngoài gặp mặt, cô mới biết được người mà mình ôm trong bệnh viện hôm đó chính là Lục Cẩn Niên. Căn bản không phải Hứa Gia Mộc, quan hệ Hứa Gia và Kiều Gia rất tốt, thường xuyên qua lại trong công việc. Từ trước đến nay, Hàn Như Sơ đối xử với Kiều An Hảo rất tốt. Buổi chiều hôm đó, Hàn Như Sơ ngồi ở trước mặt cô, kéo tay cô, mắt đỏ ngầu nhìn cô nói. Vì sự cố của Hứa Gia Mộc khiến cho rất nhiều người trong hội đồng quản trị Hứa Gia muốn rút vốn đầu tư. Biện pháp duy nhất của bọn họ là cần kết thông gia. Nhưng mà với người ngoài mà nói, tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Gia Mộc đã bị hủy dung. Thiên Kim tiểu thư cũng không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, cho nên van xin cô giúp đỡ, đồng ý việc kia. Kết hôn cùng người đóng giả Hứa Gia Mộc là Lục Cẩn Niên. Lúc ấy, Kiều Ân Hảo hoàn toàn bị tin tức kia làm khiếp sợ, cô không thể tiêu hóa được sự chấn động ngay lúc đó, cho nên cô trả lời Hàn Như Sơ, cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ. Ban đầu, Hàn Như Sơ cũng không làm khó cô, chẳng qua chỉ yêu cầu cô một điều, đó là chuyện bà nói với cô, hy vọng cô giữ bí mật và không nói với bất kỳ ai trong Kiều gia. Kiều Ân Hảo đồng ý, dù sao đây là bí mật quan trọng của Hứa gia, cũng là huyết mạch của Hứa gia, nếu để lộ ra bên ngoài, người ta sẽ thổi phồng, Hứa gia chỉ còn kết cục tan nhà nát cửa, thất bại thảm hại. Sau khi tạm biệt Hàn Như Sơ, một mình Kiều An Hảo lặng lặng suy nghĩ rất lâu. Cô cảm thấy đây là một cái bánh do ông trời đặt ở trước mặt mình. Chỉ cần cô nhận lên thì quan hệ giữa cô và Lục Cẩn Niên không còn là người xa lạ nữa. Kiều An Hảo nằm mơ cũng đều muốn gả cho Lục Cẩn Niên, muốn làm vợ của anh. Cô vẫn cho là mình không có hy vọng. Nhưng mà hiện tại, một hồi biến cố đã cho cô một cơ hội như vậy. Cho dù cơ hội này với người ngoài mà nói là cô cùng Hứa Gia Mộc kết hôn, nhưng mà dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để cô có thể đến gần Lục Cẩn Niên. Nếu cô không đồng ý, có lẽ từ nay về sau cô và Lục Cẩn Niên mỗi người sẽ thật sự đi một ngả, cả đời cũng không thể qua lại với nhau. Cô đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hàn Như Sơ, đồng ý yêu cầu của bà. Nhưng mà cô có thêm một điều kiện, chính là trừ hội đồng quản trị với một số đối tác làm ăn biết, đừng công bố cho người ngoài biết cô và Hứa Gia Mộc kết hôn. Hàn Như Sơ không hề do dự đồng ý ngay. Dù sao hiện tại Hứa Gia Mộc bị hủy dung, Hứa gia cũng không muốn giống trống khua chiêng tổ chức hôn lễ của bọn họ, khiến cho người ta bàn tán.
Cho nên, cô và Lục Cẩn Niên trở thành vợ chồng như vậy, không có làm giấy hôn thú, nhưng lại tổ chức một hôn lễ đơn giản. Người đến dự không nhiều lắm, chỉ là những đối tác thường giao dịch với Hứa gia. Đêm tân hôn, Kiều An Hảo tỏ ra đặc biệt biết điều với Lục Cẩn Niên, nói rằng cô sẽ không quấy rầy anh, cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Cô sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người bên ngoài nào biết. Sau cùng, cô còn bổ sung thêm một câu, bởi vì bọn họ chỉ đóng giả vợ chồng, cho nên không được làm cái gì kia kia. Cô cảm thấy những lời mình nói này đều đúng với mong đợi trong lòng anh. Sự thật chứng minh, quả thật là mong đợi trong lòng anh. Bởi vì khi cô nói xong những lời này, anh chằm chằm xem xét cô hồi lâu, sau đó ném cho cô một câu vô cùng lạnh nhạt, nhớ kỹ những lời cô nói, rồi xoay người vào phòng tắm. Bởi vì Hứa Gia Mộc thật vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Hứa Gia cũng biết, tuy rằng Lục Cẩn Niên có thể đóng giả thành thật, thế nhưng dù sao cũng là giả mạo, cho nên cố gắng hạn chế hết sức có thể để Hứa Gia Mộc xuất hiện trước công chúng, càng không để anh xuất hiện trước công chúng, ngoài trừ những lúc bắt buộc. Vì vậy, với tư cách là vợ của Hứa Gia Mộc, Kiều An Hảo cũng không cần ngày ngày ở chung một chỗ với Lục Cẩn Niên. Bọn họ có thể ai đi đường nấy, những lúc cần thiết thì gặp nhau, đóng thật tốt vai vợ chồng tương thân tương ái. Người nhà họ Kiều cũng không biết chân tướng vụ việc kết hôn của Kiều An Hảo. Sau khi kết hôn, Kiều An Hảo cũng ra khỏi nhà cậu, cô không muốn ở nhà cũ của Hứa gia. Tự mình ra ngoài mướn phòng, lại sợ lộ ra sơ hở. Cuối cùng, Lục Cẩn Niên liền trực tiếp để Kiều An Hảo ở lại biệt thự của anh trong Cẩm Tú Viên. Lý do là Cẩm Tú Viên vừa mở đợt chào bán, Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc mỗi người mua một căn biệt thự ở Cẩm Tú Viên. Đúng lúc, hai căn biệt thự liền kề nhau. Theo cách này, Kiều An Hảo ra vào Cẩm Tú Viên, người khác sẽ nghĩ rằng cô đi tới chỗ Hứa Gia Mộc. Thứ hai, khi Lục Cẩn Niên về nhà mình, thỉnh thoảng có thể thuận tiện diễn vai Hứa Gia Mộc, một công đôi việc không hề có kẽ hở. Chẳng qua, điều duy nhất khiến Kiều An Hảo phiền muộn nhưng lại vui sướng chính là trong biệt thự của Lục Cẩn Niên chỉ có một cái giường, trong phòng còn lại hoặc là trống rỗng hoặc được sử dụng làm việc khác. Vì vậy, nếu Lục Cẩn Niên về nhà, cô cũng chỉ có thể ngủ cùng với anh. Kiều An Hảo suy nghĩ rất nhiều về chuyện trước kia. Cuối cùng, cô cũng hoàn toàn không nhớ cụ thể làm sao ngủ. Ngày thứ hai đang chìm vào giấc ngủ, cô bị đánh thức bởi tiếng nói phát ra từ tầng dưới. Kiều An Hảo chợt mở tròn mắt, nhưng khi nghe được tiếng nói chuyện của cả đàn ông lẫn phụ nữ, lúc này cô mới nhanh chóng xốc chăn lên, tùy tiện khoác ra một cái áo đi ra ngoài. Kết quả lại thấy có người di chuyển một cái giường đến dưới sự chỉ huy của má Trần, đặt ở trong một gian phòng lầu 1. Má Trần là bà vú của Lục Cẩn Niên. Vì Lục Cẩn Niên không thích nhà mình có quá nhiều người giúp việc, cho nên ban ngày má Trần chỉ đến dọn dẹp vệ sinh rồi rời đi. Má Trần thấy Kiều An Hảo thức giấc, lập tức cười nói, bà chủ dậy rồi à. Má Trần cũng không biết sự thật về Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên kết hôn, vẫn luôn cho rằng Kiều An Hảo là cô dâu được Lục Cẩn Niên cưới về, cho nên luôn gọi cô là bà chủ. Có chuyện gì vậy? Kiều An Hảo đầu cua tay nheo, nhìn cái giường mới được chuyển tới hỏi. Là ý của ông Lục, ông ấy nói với tôi, thời gian gần đây bà chủ và ông ấy đều phải đi quay phim, cho nên mới kêu tôi qua trong nhà. Má Trần vừa nói, vừa chỉ vào bếp, lại mở miệng. Bà chủ, tôi mới làm bữa ăn sáng, bà thức dậy rồi thì rửa mặt, rồi qua ăn. Kiều An Hảo vào ở biệt thự của Lục Cẩn Niên đã hơn nửa năm. 3 tháng quay qua Điệu Thiên Lão, cô cũng không về Cẩm Tú Viên. Cẩm Tú Viên trông vắng suốt 3 tháng đó, mà Lục Cẩn Niên cũng không tìm người đến trong nhà. Thế nào, đang yên lành, lại gọi má Trần qua trông. Thế nào lại đang yên lành mà gọi má Trần qua trông? Tuy rằng Kiều An Hảo ngơ ngác trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao, tâm tư của Lục Cẩn Niên từ trước đến nay cũng không phải là cô có thể đoán được, đọc hiểu được. Kể từ khi má Trần đến, tủ lạnh không còn trống rỗng nữa,
Bên trong có đầy đủ các loại rau tươi, hoa quả và thịt thà. Mái trần chẳng những quét dọn gọn gàng, sạch sẽ, còn là một người nấu ăn vô cùng ngon. Mái trần nghe giọng Kiều An Hảo nghẹn nghẹt, liền biết cô bị cảm mạo, còn cố ý nấu cho cô một chút canh bổ. Kiều An Hảo được mái trần hết lòng chăm sóc, rốt cục buổi sáng trước một ngày phải trở lại đoàn phim đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Bởi vì hai ngày bị cảm nặng, Kiều An Hảo vẫn luôn không ra cửa. Hiện tại thân thể đã tốt hơn, tinh thần cũng theo đó mà tốt lên. Khi đang ăn điểm tâm, Kiều An Hảo nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy thời tiết bên ngoài đúng lúc hoa trong vườn hoa ở hậu viên biệt thự cũng đang nở rộ. Vì thế ăn sáng xong, cô liền nổi hứng ra ngoài tản bộ. Tuy rằng lúc này không phải mùa hè, nhưng ánh mặt trời cũng rất gắt. Mái trần thấy Kiều An Hảo đi tay không ra ngoài, lập tức cầm theo cái ô che nắng chạy tới. Bà chủ, trời nắng như vậy, cầm dù che đi. Da của Kiều An Hảo bẩm sinh thuộc loại với nắng cũng không sợ đen. Cô đã muốn từ chối nhưng thấy mặt trời chói chang nên vẫn nhận lấy. Mái trần quay lại biệt thự, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, tiếp theo bắt đầu lau sàn phòng khách. Khi bà nghe thấy tiếng mở cửa biệt thự, tưởng Kiều An Hảo đã trở lại, không ngẩng đầu lên, liền hô lên: "Cô chủ trở về nhanh vậy!" Lục Cẩn Niên đang ở lối vào thay giày, nghe thấy lời này của mái trần, liền nhăn mặt lại, lạnh lạnh mở miệng hỏi: "Bà chủ đi đâu?" Mái trần nghe thấy tiếng Lục Cẩn Niên, giật nảy mình, sau đó quay người lại, chào hỏi Lục Cẩn Niên trước, rồi mới trả lời câu hỏi của Lục Cẩn Niên. Bà chủ ra hoa viên đằng sau tản bộ. Lục Quần Niên không lên tiếng, chỉ thuận tay đặt chìa khóa lên kệ tủ ở lối vào, sau đó liền đi lên lầu. Mái trần nhìn bóng dáng của Lục Quần Niên đi về phía thang máy, suy nghĩ một chút, liền mở miệng hỏi một tiếng: "Ông Lục, có cần tôi ra gọi bà chủ vào không?" Ngón tay Lục Quần Niên đang định bấm nút mở cửa thang máy liền dừng một chút, hơi lạnh nhạt trả lời: "Không cần." Sau đó liền bước vào thang máy, đi lên lầu. Vừa rồi, các bạn được thưởng thức tác phẩm được mang tựa đề Hồn Trộm 5 năm lần phần 8 ký tên vào đây của tác giả Diệp Phi Dạ. Hãy ấn like, share và comment ủng hộ mình nhé. Và quan trọng là đăng ký kênh để cập nhật những chap mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.